Thưa quý vị, thưa các bạn, theo dự báo vào mùa hè năm nay sẽ xuất hiện các đợt nắng nóng lên đến 40 độ C, khiến phụ tải điện có những thời điểm tăng cao, đột biến. Các tỉnh như Nghệ An, Thanh Hóa là những địa bàn cao điểm về nắng nóng tại khu vực phía Bắc. Công tác bảo dưỡng lưới điện, tuyên truyền tiết kiệm điện đã được các đơn vị điện lực triển khai ngay từ sớm và thực hiện triệt để. Nhiều chuyên gia cho rằng, mặc dù ngành điện đã đưa ra các giải pháp trong cung ứng, song sẽ là rất khó để đảm bảo điện ổn định liên tục trong mùa nóng năm nay, khi nhu cầu sử dụng được dự báo sẽ tăng mạnh. Do vậy, điều quan trọng là người dân, doanh nghiệp phải hướng tới sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Là tỉnh có diện tích rộng, địa hình phức tạp, dân số đông, khí hậu vô cùng khắc nghiệt, cùng với đó là sự phát triển về kinh tế vượt bậc trong thời gian qua, nhất là sau một thời gian giãn cách xã hội do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, Thanh Hóa đang là địa bàn nóng về cung cấp điện dịp hè năm nay. Để đảm bảo điện, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tổ chức rà soát, đánh giá lại thực trạng tổng thể hệ thống lưới điện trên địa bàn để đề ra các biện pháp và lên phương án cấp điện, đôn đốc, chỉ đạo các điện lực trực thuộc tập trung kiểm tra lưới điện bằng camera ảnh nhiệt, kiểm tra phóng điện cục bộ các thiết bị trong trạm biến áp, đầu cáp ngầm trung áp để xử lý các khiếm khuyết cũng như ngăn chặn các sự cố chủ quan có thể xảy ra. Theo tính toán của chúng tôi thì cao điểm mùa hè thì chúng tôi sẽ dự kiến sẽ điều tiết phụ tải vào những cái thời điểm cao điểm cỡ khoảng 230 đến 300 MW. Thì để giải quyết được những vấn đề này thì về năng lực lưới điện thì chúng tôi cũng đã đôn đốc các nhà thầu thi công các dự án đầu tư xây dựng sửa chữa lớn lưới điện để các dự án được đóng điện đúng tiến độ, thực hiện các công tác bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện và duy tu cũng như là giải phóng các hành lang an toàn lưới điện để đảm bảo cho lưới điện được vận hành an toàn trong mùa nắng nóng. Với mức tiêu thụ sản lượng điện hơn 600 triệu kWh, tương đương gần 1.000 tỷ đồng một năm, việc tiết kiệm điện luôn được nhà máy này đặt lên hàng đầu và là một trong những mục tiêu cốt lõi. Đơn vị đã trang bị các thiết bị tiên tiến để giảm điện năng như lắp đặt và thay thế hệ thống ánh sáng bằng đèn tiết kiệm điện, thiết kế lắp đặt biến tần điều khiển vào các máy có thể tiết kiệm được, thiết kế, viết chương trình điều khiển hệ thống van xả nước tự động cho các bình tích áp trạm nén khí. Ngoài ra, nhà máy còn thực hiện việc thu hồi nhiệt từ các quá trình sản xuất clinker, góp phần đáng kể vào mục tiêu giảm chi phí điện năng trên một tấn sản phẩm. Việc thu hồi nhiệt dư đã giúp nhà máy tiết giảm điện khoảng 26% tổng tiêu hao điện, tương đương hơn 168 triệu kWh. Được biết, thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tìm giải pháp để tiếp tục nâng cao công suất phát điện từ hệ thống nhiệt dư lớn nhất có thể. Cái giải pháp liên quan đến tiết kiệm điện năng là một trong những giải pháp cốt lõi của công ty. Thì ngay khi đầu tư các dây chuyền sản xuất của mình, thì công ty Simong Sơn chúng tôi thì cũng đã đầu tư các hệ thống thu hồi nhiệt điện. Và hiện nay thì cái hệ thống thu hồi nhiệt điện đang hoạt động rất hiệu quả và tiết kiệm được 25% trên tổng cái tiêu thụ điện năng của toàn thể bộ nhà máy. Đến mùa nắng nóng thì công ty Simong Sơn và công ty Điện lực Thanh Hóa cũng đã phối hợp với nhau rất chặt chẽ trong các việc để giảm cái tiêu hao điện để đảm bảo cái hiệu quả cho cả ngành điện lực cũng như là công ty. Tại Nghệ An, một trong những tỉnh thành chịu nắng nóng sớm, nhu cầu điện tăng cao trong dịp hè từ các dịch vụ, cơ sở lưu trú, du lịch và doanh nghiệp. Để nâng cao ý thức người dân trong việc tiết kiệm điện, Công ty Điện lực Nghệ An thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và đoàn thể, tổ chức xã hội tại địa phương, triển khai chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện, các giải pháp tiết kiệm điện trong gia đình. Được biết, mỗi người dân, mỗi cơ sở lưu trú, dịch vụ nếu có ý thức tiết giảm điện tiêu thụ chỉ từ 5 đến 10% trong cao điểm hè thì ngoài việc giảm chi phí cho chính gia đình, ngành điện cũng giảm bớt áp lực cấp điện, đảm bảo đủ điện, an toàn cho nhu cầu sinh hoạt. Đối với công tác tuyên truyền để tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng thì cũng tương tự như các giải pháp của cái lập phương án cũng như thực hiện để đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng thì Công ty Điện Nghệ An cũng đã chủ động, tức là công tác truyền thông đối với cái công tác tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng, phối hợp với chính quyền địa phương để truyền thông thực hiện việc là tuyên truyền việc tiết kiệm điện trong cái mùa nắng nóng này để đảm bảo cái điện phục vụ cho các khách hàng sử dụng cũng như phục vụ cho cái sinh hoạt của người dân trên địa bàn. Vào mùa nắng nóng, dịch vụ lưu trú du lịch tăng cao khiến nhu cầu tiêu thụ điện cao hơn. Hiện nay tại thị xã Cửa Lò có hơn 300 cơ sở lưu trú du lịch. Do vậy, đảm bảo điện trong dịp du lịch hè là trách nhiệm đặc biệt quan trọng và đòi hỏi sự nỗ lực của ngành điện. Điện lực thị xã Cửa Lò ngay khi chuẩn bị vào mùa nắng nóng 2022 đã tổ chức kiểm tra ngày đêm đường dây, trạm biến áp cấp điện cho khách hàng, nhà hàng, các cơ sở lưu trú, xử lý khắc phục các khiếm khuyết để kịp thời phục vụ cấp điện ổn định. Chúng tôi cũng đã được ngành điện Cửa Lò đã tuyên truyền và hướng dẫn một số các cái công tác chuẩn bị cho cái việc mà tiết giảm các cái điện năng, đảm bảo cái công tác vừa tiết kiệm vừa đảm bảo vừa phục vụ khách hàng. Trong cái đơn vị chúng tôi, tất cả các hệ thống điện năng cũng như cái
sự hướng dẫn cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong việc mà bảo trì bảo dưỡng rồi tiết kiệm điện trong vấn đề sử dụng. Tiết kiệm năng lượng có những lợi ích rất to lớn như bảo tồn nguồn năng lượng quốc gia, bảo vệ môi trường, giảm rác thải, hiệu ứng nhà kính, giúp cho ngành năng lượng nói riêng và nền kinh tế nói chung phát triển bền vững. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, Việt Nam có dư địa lớn trong tiết kiệm điện ở nhiều ngành và lĩnh vực. Trong mùa nắng nóng 2022 này, Bộ Công Thương và ngành điện sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị để tuyên truyền, hỗ trợ cơ sở trong kiểm toán năng lượng, tư vấn tiết kiệm điện để giúp người dân nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hiểu được lợi ích của việc tiết kiệm điện mang lại.